Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Thưa anh chị em, đó là câu nói mà tất cả chúng ta đều thuộc lòng. Đọc trên báo chí, nghe qua truyền thanh, truyền hình, qua loa phường. Mà sở dĩ chúng ta thuộc lòng với câu nói đó là bởi vì tình hình dịch bệnh lần này đúng là rất phức tạp. Trong những đợt dịch trước đây thì mình cũng biết là có dịch bệnh ở Việt Nam, nhưng nghe chừng nó hơi xa xa. Còn lần này ở trong miền Nam chúng ta thấy rõ lắm, cụ thể là Sài Gòn. Có ngày cả ngàn ca nhiễm mới, rồi các tỉnh thành lân cận trong giáo phận của chúng ta, từ Long An tới Tiền Giang tới Đồng Tháp, tỉnh nào cũng mấy trăm ca nhiễm rồi. Cho nên mình thấy nó rất là gần. Và trong tình hình dịch bệnh như thế thì là những người tin Chúa, thì cái phản ứng đầu tiên của anh chị em và tôi là cầu xin Chúa chữa lành cho chúng con, Chúa cho cái dịch bệnh này nó sớm chấm dứt. Và thực sự là chúng ta tha thiết cầu nguyện điều đó hàng ngày. Nhưng thưa anh chị em, có bao giờ anh chị em nghĩ rằng là Chúa sai mình đi chữa lành cho người ta không? Tôi nghĩ có lẽ câu hỏi của tôi nó lạc lõng quá. Tôi biết như vậy đó. Nhưng mà sở dĩ tôi đặt câu hỏi thế là vì lời Chúa. Lời Chúa hôm nay trong tin mừng Marco kể cho chúng ta là Chúa Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Chúa sai các môn đệ đi, đi rao giảng ơn sám hối, trừ quỷ, sức dầu, chữa lành nhiều bệnh nhân. Và bây giờ Chúa cũng sai chúng ta đi, bởi vì chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu mà. Thế thì phản ứng của anh chị em có lẽ là sẽ nói ngay thôi: sao mà đi được, tôi có biết gì đâu, tôi có phải là nhà khoa học nghiên cứu vaccine đâu, tôi có phải là bác sĩ đâu, cũng chẳng phải là y tá, chẳng làm việc ở trong ngành y tế, thì biết cái gì mà chữa bệnh. Tôi cũng có phản ứng giống y anh chị em vậy thôi, bởi vì cái gì chứ về y học là tôi rốt phúc. Nhưng mà hóa ra ở trong bài đọc thứ nhất này, kể chuyện ông tiên tri Amos, ông cũng phản ứng như chúng ta vậy. Anh chị em nhớ lại coi xem là tiên tri Amos nói làm sao. Tôi không phải là tiên tri, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm tiên tri. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Ông này sao mà giống miền Tây mình quá, chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây cối thôi, đúng dân miền Tây rồi. Thế nhưng mà làm sao? Ngài nói tiếp: chính Chúa bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Chúa truyền cho tôi: hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Thành thử ra nếu mà chúng ta phản ứng bằng cách là có biết gì đâu về bệnh tật mà đi chữa bệnh cho người ta, thì Amos cũng giống vậy. Thế bây giờ mình suy nghĩ với nhau thêm một chút coi về cái dịch bệnh COVID-19 này. Trước hết là về mặt thể lý, về mặt thân xác thì anh chị em thấy rất rõ nguy hiểm và có nguy cơ tử vong rồi lây nhiễm rất là nhanh. Cái điều đó chúng ta thấy rõ. Nhưng đâu có phải chỉ vậy đâu. Ở trong cơn đại dịch này, không chỉ có nguy cơ về bệnh tật, về tử vong thân xác, nhưng mà còn có những mặt khác nữa, về kinh tế chẳng hạn. Vì phải chấp nhận giãn cách xã hội và phong tỏa, cho nên chúng ta đâu có làm ăn gì được đâu.
Và anh chị em đừng quên là người dân miền Tây của mình đi làm việc ở Sài Gòn, ở Bình Dương là nhiều lắm. Và trong những ngày thành phố phong tỏa như thế này, tiền nhà trọ vẫn phải trả. Tiền lương thì có khi không có, tiền hỗ trợ thì không biết đã nhận được chưa, tiền tiết kiệm để dành thì không biết là xài được mấy tuần thì hết, lấy đâu ra để gửi về nhà quê. Mà đến bây giờ thì muốn về quê ở cũng không về được, khó khăn về kinh tế. Cùng với khó khăn về kinh tế đấy, nó có thể nảy sinh những khó khăn về tâm lý. Đang đi làm đi chơi, bây giờ gò bó ở nhà, rồi vợ chồng dễ nóng nảy, rồi cáu gắt với nhau, rồi lại âu lo, sợ hãi, nó sinh stress. Người ta thống kê cho thấy là trong cái cơn dịch này, 30% bệnh về tâm lý xuất hiện. Rồi tác động ở trong cả đời sống tinh thần và đời sống đức tin nữa. Trời ơi, cầu xin ngoài mà sao Chúa không cho hết, khổ quá. Khi chúng ta nhìn cái toàn cảnh của cơn dịch bệnh như thế, không chỉ là về mặt thể lý, thân xác, mà cả về kinh tế, về tâm lý, về tinh thần, thì Chúa sai chúng ta đi để chữa lành. Nó mang một ý nghĩa rộng lớn, chứ không phải chỉ đi chữa bệnh về phần xác đâu. Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Trước hết là cầu nguyện, thưa anh chị em. Cầu nguyện là bởi vì ở trong bài tin mừng Marco đây, chúng ta nghe Chúa Giêsu khi sai các môn đệ đi thì Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Nếu các môn đệ có thể xua các thần ô uế, đó là nhờ quyền năng mà Chúa ban, chứ không phải quyền năng của tự các ông. Đó là lý do mà chúng ta phải cầu nguyện, cầu xin Chúa. Tôi biết là anh chị em vẫn cầu nguyện rồi, nhưng mà tôi có một vài gợi ý nho nhỏ thế này. Anh chị em cầu nguyện chung chung, hay là anh chị em cầu nguyện cho một người cụ thể với một nhu cầu cụ thể? Mẹ Teresa Calcutta nhờ nhiều bệnh nhân nằm liệt ở trên giường bệnh cầu nguyện, và mẹ nói với người ta rất rõ: xin cầu nguyện cho chị nữ tu này, chị nữ tu kia, đang làm việc ở chỗ này, đang làm việc ở chỗ kia, rất cụ thể. Chúng ta cầu nguyện chung chung, hay là chúng ta cầu nguyện cho một người cụ thể, một nhu cầu cụ thể? Lạy Chúa, người thân của con mới bị nhiễm bệnh, một người bạn của con làm cùng sở bây giờ gia đình đang gặp khó khăn, nó là một nhu cầu rất cụ thể, một con người cụ thể. Và kế đó nữa là chúng ta cầu xin ơn vật chất và thể xác thôi, hay là cầu xin cả những ơn lành về tinh thần? Có bao giờ chúng ta cầu nguyện là lạy Chúa, xin cho con được cái ơn nhịn nhục, xin cho con được ơn quảng đại, biết tha thứ, để giữ hòa khí trong gia đình, để có sự bình an ở trong gia đình không? Hay là chúng ta chỉ cầu xin ơn về phần xác thôi, về vật chất thôi? Cùng với việc cầu nguyện đó, những việc mà mình có thể làm, dĩ nhiên anh chị em và tôi không phải là bác sĩ để có khả năng chữa lành bệnh tật về phần xác cho người ta. Thế nhưng mà trong cơn dịch này, chúng ta có thể góp phần để ngăn ngừa sự lây nhiễm bằng cách là mình chấp nhận sự gò bó. Mọi khi thì đi làm, đi chơi thoải mái, giao thiệp với mọi người. Bây giờ mình chấp nhận
đến sự gò bó ở lại trong nhà là mình đã góp phần để ngăn sự lây nhiễm rồi. Và như chúng ta vừa phân tích đó, thì dịch bệnh này nó không chỉ tác động ở trên đời sống thể xác của con người mà là trên đời sống tâm lý, trên đời sống kinh tế. Vậy thì mình có thể làm gì? Tôi rất là mừng khi nghe một số giáo xứ ở trong giáo phận của chúng ta, các cha quan tâm xem ở trong giáo xứ có gia đình nào mà quá thiếu thốn đến độ mà không có gạo ăn không. Và không những ở trong giáo xứ mà cả trong cái địa bàn gần đó có gia đình nào mà quá thiếu thốn không. Rồi các cha tìm cách với anh chị em giáo dân để giúp đỡ, không ai đến nỗi mà phải quá thiếu thốn trong lúc khó khăn này. Đấy là mình góp phần chữa bệnh. Và nếu dịch bệnh này nó còn tác động cả về mặt tâm lý, khiến cho nhiều gia đình mất bình an, và có khi cả gia đình mình nữa, thì điều mà chúng ta có thể làm được đó là sự an ủi, sự nâng đỡ, sự đồng hành, sự khích lệ để cùng nhau vượt qua khó khăn hiện tại, thay vì làm cho cái khó khăn đó nó chồng chất hơn, nặng nề hơn. Và như vậy đó, thưa anh chị em, là chúng ta đang thi hành lệnh truyền sai đi mà Chúa Giêsu gửi đến tất cả những ai được gọi là môn đệ của Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được mời gọi để sống với tư cách người môn đệ Chúa được sai đi để đem bình an và ơn chữa lành của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để sống được cái tâm tình đó trong đời sống hàng ngày của mình.